Xin chào các bác và anh em. Thì trước mặt các bác đây là một chiếc loa FPT. Và mẫu FPT này thì là một dòng rất là cao cấp của FPT, đó chính là dòng Mitut. Gần như nó là cao cấp nhất của hãng đối với dòng Full 30 các bác nhé. Thì dòng Mitut này thì nó sẽ có hai đời. Một đời là Mitut 112 và một đời là Mitut 112A. Thì đối với Mitut 112 thì nó chính là đời passive, có nghĩa là không niền công suất, phải đánh cục đẩy ngoài. Còn dòng 112A thì nó là dòng có mạch công suất ở đây, niền công suất, thì đấy gọi là active. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu đến các bác một dòng Mitut 112 không niền công suất, là dòng passive. Thì FPT thì nếu bác nào đã tìm hiểu thì đéo biết, nó 100% được sản xuất tại Italy. Và cái chất lượng của dòng này thì không có gì phải bàn cãi. Đấy, thì em giới thiệu qua một chút về cái thông số của nó nhé. Thì con FPT này nó là 8 ohm. Công suất đề nghị dùng amplifier, có nghĩa là dùng âm ni công suất khoảng 700W giở lên để đánh. Con này công suất trung bình của nó là 350W và peak có thể chịu đựng ở mức 1200W. Đấy, có nghĩa là khuyến cáo các bác sử dụng những con âm ly khoảng 700W giở lên ở phân khúc 8 ohm. Và đáp tuyến của nó đạt từ 55 cho đến 18 kHz. Sensitivity 99 dB. Max FPL là 131 dB các bác nhé. Đấy, thông số nó rất là rõ ràng và cái dòng này thực sự là em rất là ấn tượng về chất âm của nó. Quá hay các bác ạ. Thì đây em sẽ quay đến mặt bên cạnh thì nó sẽ có một cái tay sách một bên thôi. Đây là thùng gỗ, đây FPT thùng gỗ là một phân khúc cao cấp. Thùng gỗ là phân khúc cao cấp nhất của các dòng loa, ví dụ như FPT hay RCF là thùng gỗ là phân khúc cao cấp nhất. FPT thì gồm sử dụng một bát 30 và một check kèn. Đấy. Em sẽ quay cho các bác. Còn rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp. Thì đối với một con FPT Mitut 112 này, nếu các bác mua mới thì bây giờ nó sẽ loanh quanh đâu đấy khoảng 60 triệu một cặp. Còn hàng sách tay còn hộp thì các bạn phải mua với giá khoảng 46 triệu mà các bác có thể mới mua được. Còn khi các bác đến nhà em, giá dưới 30 triệu các bác nhé. Dưới 30 triệu. Ngoài 20 triệu và dưới 30 triệu thì các bác cứ liên hệ. Đấy. Rất đẹp. Rồi bây giờ em sẽ quay về cái phần cấu tạo nội thất bên trong để các bác cùng tham khảo các bác nhé. Thì đối với con Mitut này, ở đây em đã tháo luôn một chiếc rồi, thì nó sẽ sử dụng một check BNC côn 44 check thường. Đấy. Cái check này thì cái tem thì có đời tem trắng và có đời tem đỏ, nhưng nó là BNC xịn. Đấy, các bác không quan trọng còn đấy, quan trọng là đây, check như này và check BNC xịn, có đời tem trắng và đời tem đỏ. Bát nó cũng sử dụng bát của BNC và do FPT đặt riêng các bác nhé. Có nghĩa là cái bát này ở trên thị trường thì sẽ không có, chỉ có FPT nó mới có cái bát này. Đây, nó sẽ đóng cả FPT vào đây luôn. Đây, các bác này rất xịn. Và bát này thì nó là côn 75 76 76 các bác ạ, côn 76 rất đẹp. Bên trong bông mút tiêu âm đây. Đấy, phân tần thì FPT thường nó sẽ đặt nằm ngang như này các bác ạ. Đặt ngang như này. Và cái quan trọng nhất của các bác, nó là xịn. Một câu là xịn các bác nhá. Rất hay. Đấy, dòng này thì rất hay. Về chất âm thì không có gì để chê trách cả. Và đối với con FPT này thì em khuyến cáo các bác nhá, khuyến cáo và em đề nghị các bác lên chơi những con amplifier, có nghĩa là những con cục đẩy chạy class TD, class I, class D thì sẽ cho ra được cái chất âm tốt nhất đối với dòng này. Đấy, em đã thử nghiệm rồi. Đánh những con TD, những con I hoặc những con D thì âm thanh nó ra rất là sạch sẽ và chi tiết. Đây là khuyến cáo các bác dùng những cái mẫu đấy để nó phù hợp với cái loa này hơn. Được chưa các bác? Đấy. Bát neo, bát này bát neo các bác nhá. Và check này sử dụng là check thường. Cái loa tây thì thực ra là chỉ là giới thiệu để cho các bác tham khảo thêm thôi, chứ còn nó không quan trọng cái bát thường hay là cái check thường. Quan trọng âm thanh nó ra như thế nào. Đấy,
giống như các bác bảo là ừ tại sao nó đắt tiền mà vẫn sử dụng chắc thường. Lexo PS 10R2, PS 15R2 đều sử dụng chắc thường hết, mà giá nó có rẻ đâu đúng không? Nó quá đắt. Hay Adamson này thì sử dụng bát thường chắc thường, nhưng nó có rẻ đâu, nó cũng quá đắt. Đấy. Quan trọng là cái chất âm nó đem lại cuối cùng cho các bác nó như thế nào, đúng chưa? Rồi bây giờ em sẽ đi test thử một chút âm thanh để các bác cùng nghe và đánh giá nhé.